Phật giáo Tiền Giang, Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, tức ngày 19 đến 23 tháng 6 năm Quý Mão. Giới trường truyền giới tại Chùa Vĩnh Tràng dành cho giới tử Tăng và Chùa Thiên Phước dành cho giới tử Ni. Ban kiến đàn đã cung thỉnh Pháp tướng Tổ sư Huệ Đăng từ chùa Vĩnh Tràng về tôn trí tại giới trường Ni, chùa Thiên Phước, để chư giới tử nơi đây mỗi ngày đánh lễ cúng dường, đồng thời cầu nguyện Tổ sư gia hộ cho Phật tử được thành tựu. Giới tử phát tâm giống mảnh cầu thọ giới Pháp được giới thể chu viên. Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 6 năm Quý Mão, giới đàn đã được chu viên pháp sự hoàn mãn. Chư Tôn Đức Ni trong ban kiến đàn đã cung thỉnh Pháp tướng Tổ sư Huệ Đăng về lại Chùa Vĩnh Tràng để an trí tôn thờ. Nơi tổ đường Chùa Vĩnh Tràng, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó trưởng ban trị sự, trưởng phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng ban kiến đàn, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Phó trưởng ban trị sự, Phó thường trực phân ban Ni giới tỉnh, Phó trưởng ban kiến đàn, Cùng Chư Tôn Đức Ni đã dân hương đảnh lễ tổ sư thành kính điểm ân chư tổ đã gia hộ cho Phật sự được thành tựu. Sau khi tôn trí di ảnh pháp tướng tổ sư Trang nghiêm tại tổ đường, thượng tọa Thích Quảng Lộc ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban kiến đàn đã có buổi thiền trà chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức giới đàn với chư tôn Đức Ni nhằm để các lần kiến đàn sau này được thêm thành tựu.